Thua U17 Uzbekistan, U17 Việt Nam, chia tay, giải châu Á. Thất bại 0-1 trước U17 Uzbekistan khiến U17 Việt Nam đứng cuối bảng D và phải chia tay giải U17 châu Á 2023 sau vòng bảng. Ở lượt cuối vòng bảng U17 Việt Nam, cần thắng U17 Uzbekistan và hy vọng U17 Nhật Bản thắng U17 Ấn Độ ở trận đấu cùng giờ. Có như vậy thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới đi tiếp. Tuy nhiên U17 Việt Nam đã không có được điều kiện cần là thắng U17 Uzbekistan nên bị loại sớm. Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Uzbekistan kiểm soát bóng vượt trội, khiến U17 Việt Nam phải lùi đội hình chơi phòng thủ. Sự tập trung trong phòng thủ của U17 Việt Nam thực sự không tốt. Phút 25, hàng thủ của U17 Việt Nam hớ hênh để mặc Sodiboev nhận bóng và thoải mái dứt điểm ghi bàn từ cự ly 5m. Sau khi có bàn thắng, U17 Uzbekistan tiếp tục làm chủ trận đấu và cũng có thêm một vài cơ hội tốt trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn thắng thứ hai. Bước vào hiệp 2, U17 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, tỷ lệ kiểm soát bóng của học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã ngang ngửa đối phương. Tuy nhiên các mảng miếng tấn công của U17 Việt Nam không sắc nét. U17 Uzbekistan chơi phòng thủ khá chắc chắn, vì vậy tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho tới hết trận. Kết thúc vòng đấu bảng giải U17 châu Á 2023, U17 Việt Nam đứng cuối bảng, chỉ có một điểm, ghi một bàn thắng và lọt lưới 6 bàn.